guys, it's me, I'm Thanh from Alma English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả các bạn, mình là Miss Thanh đến từ Alma English và rất vui được quay trở lại với video clip cùng với các bạn. Hôm nay thì Thanh có đưa đến một cái chủ đề khá là hay. Thực ra là không hay lắm bởi vì cái chủ đề này Thanh thấy là hiện tại thời điểm này nó đang rất là nóng hổi và mang tính cấp bách rất là lớn. Đó chính là vấn đề ô nhiễm môi trường. Ngày hôm trước thì Thanh có xem một cái mẩu tin thời sự trên kênh VTV đang nói về vấn đề ô nhiễm môi trường. Do you know Hanoi is one of the most polluted cities in over the world? Các bạn có biết rằng Hà Nội đang nằm là một trong những top các thành phố mà có cái chỉ số ô nhiễm không khí lớn nhất trên thế giới không ạ? Yes, trong bảng top 10 các thành phố có chỉ số không khí xấu nhất trên thế giới thì nước ta đáng buồn là có hai thành phố liền. Thứ nhất đứng đầu là Hà Nội và đứng thứ ba đó là Hồ Chí Minh. Đây là hai thành phố mà có chỉ số không khí xấu nhất trên thế giới hiện nay. Thật là đáng buồn đúng không ạ? Okay, anyways, we have to come back to the lesson today, right? Cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn quay trở lại với cái bài học ngày hôm nay đúng không ạ? Thì cùng cái chủ đề ô nhiễm đó, Thanh muốn chia sẻ cho mọi người cách đọc, cách sử dụng cái từ ô nhiễm ở trong tiếng Anh nó sẽ như thế nào. Okay, are you ready? Let's get started. The first one I want to give for you is pollute. Cái từ đầu tiên Thanh muốn đưa cho các bạn đó là cái từ ô nhiễm, nó ở vị trí ở dạng là động từ. Yes, pollute. Ok, mọi người chú ý giúp Thanh. Cái từ này mình sẽ phân tích với nhau như sau. Đầu tiên, các bạn phải tách được cái số lượng âm đọc trong một từ đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ tách. Thứ nhất đó là L, L là hai phụ âm giống nhau, gần nhau, chúng ta tách. Tuy nhiên khi mà đọc á, chúng ta chỉ đọc là một từ thôi. Mọi người lưu ý giúp Thanh nhá. Thanh có để phiên âm ở dưới để mọi người theo dõi. Chúng ta chỉ đọc một từ thôi. Và cái âm thứ hai là B, B, âm ơ, nó rất là nhẹ nhàng thôi ạ. B, B, yes. Và mọi người không đọc là bô nhé, bô bút nhé. Ok, nó là B, B, ok. Rồi, tiếp theo, cái âm u ở đây nó là u dài, cho nên khi mình nói mình sẽ chu môi lên một xíu đúng không ạ? U, u, yes. Và âm t, t, chữ e ở cuối cùng nó là âm câm, cho nên chúng ta sẽ không phát âm ra. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái âm tiết như sau. P, ơ, l, u, t. Và chúng ta đọc là pollute, pollute. Good job, pollute. Ok, trọng âm nhá. Động từ có hai âm tiết, đa số trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Mọi người lưu ý cho Thanh. Vậy thì chúng mình sẽ đọc là pollute, pollute. Nhớ cái ending sound của Thanh nhá. Pollute. Good job. Rồi, biết cách đọc rồi, bây giờ chúng ta phải biết cách sử dụng của nó đúng không? Thông thường chúng ta hay nói là ô nhiễm đúng không? Nhưng mà tác nhân gây ô nhiễm, tức là ô nhiễm bởi cái gì đấy, thì chúng ta phải dùng có một cái giới từ đi đằng sau nó. Vậy thì hai giới từ Thanh đưa ra cho các bạn đó là pollute by and pollute with. Mọi người lưu ý cho Thanh nhé. Sau pollute mình sẽ đi về giới từ with or by. For example, the river has been polluted with toxic waste from local factories. Ok, trong cái câu này mọi người lưu ý cho Thanh. Thứ nhất, cái từ pollute đằng sau mình phải đi với giới từ là with. Ok, mọi người có thể dùng là by cũng được nhá. Và có một cái cụm từ khá là hay, đó là từ toxic waste. Đó là toxic là chất độc, chất hại, chất độc hại. Còn waste là rác thải. Cả cái cụm từ này mình ghép với nhau thì có nghĩa là chất thải độc hại, đúng không ạ? Ok, toxic waste có nghĩa là chất thải độc hại. Ok, local factories. Local factories là gì ta? Yes, local factories có nghĩa là các cái nhà máy ở trong địa phương đó. Yes, thì cả câu có nghĩa là cái dòng sông này thì đã bị ô nhiễm bởi các cái chất thải độc hại từ các cái nhà máy ở địa phương. Ok, được chưa ạ? Yes. Number two, thứ hai cũng là từ ô nhiễm nhưng mà Thanh biến dạng nó sang là danh từ. Vậy thì danh từ chúng ta sẽ dùng là pollution. Good job. Pollution. Pollution. Ok, mọi người lưu ý giúp Thanh nhá. Trong cái này mình vẫn tách bình thường, đúng không ạ? Pollute và âm tion. Đôi tờ y o n ở cuối từ mình sẽ đọc là âm shin, sh, shin. Ok, cái này nó hơi khó một xíu. Mọi người lưu ý giúp Thanh nhá. Khi mà mình đọc âm sh này thì mình cố gắng chu miệng lên. Và cái âm sh này gọi là âm sh tròn môi. Ok, mình sẽ đọc là shin, shin. Ok, cố gắng đừng ngại nhá. Hãy cố gắng phát âm theo cái khẩu hình miệng của Thanh. Và chúng ta sẽ có đọc cái từ này như sau. Pollution. One more time. Pollution. Ok, good job. Từ này gồm có âm sau P, O, L, U, Tion. Good job. Và mình đọc là pollution. Trọng âm vẫn rơi vào âm tiết thứ hai nha. Pollution.
Good job. Cái từ này kiểu là danh từ, có nghĩa là sự ô nhiễm. Và mình thường bắt gặp hai cái từ rất là phổ biến Thanh thấy, đó là ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước. Yes, ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước. Vậy thì ô nhiễm không khí mình sẽ có từ air pollution. Air pollution. Good job. Đây là hai danh từ ghép nhé. Ô nhiễm không khí. Ok. Air pollution. Tương tự ô nhiễm nguồn nước mình sẽ có từ water pollution. Water pollution. Good job. Rồi, thì ví dụ mà Thanh muốn nói là gây ô nhiễm. Động từ với đi cùng cái từ này đó là gì ta? Yes, good job. Mình sẽ có cụm từ cái từ đó là cause. Cái động từ cause là gây nên, đúng không? Cause pollution. Cause pollution, tức là gây nhiễm ô nhiễm. Ok. Nếu mà mình có thể nói là mình có dùng cái từ khác nữa, mình không có thể dùng cause, mình có thể dùng từ create cũng được, tức là tạo ra, đúng không? Create. Create pollution. Create pollution. Ok, good job. Chúng ta tổng hợp lại một xíu nhá. Hôm nay mình học được hai từ đúng không? Pollute và pollution. Ok, pollute thì là động từ và đi với giới từ with and by, và đằng sau là đi với something, một cái gì đó, đúng không? Tác nhân gây ô nhiễm. Rồi, thứ hai mình có danh từ của nó là pollution. Pollution. Good job. Và cái từ pollution này thì nó hay được đi với các danh từ ghép. Ví dụ mình có ô nhiễm không khí là air pollution. Ô nhiễm nguồn nước là water pollution. Good job. Còn nếu mà mình muốn nói là gây ra ô nhiễm, được chưa? Mình sẽ đi với động từ gì nhỉ? Yes. Cause pollution or create pollution. Good job. Ok, Thanh hy vọng là sau video clip này thì mọi người sẽ có một cái hình dung, một cái cách dùng, cách đọc cũng như là cách dùng được cái từ ô nhiễm này. Bởi vì Thanh thấy là trong xã hội ngày nay thì cái từ này được dùng khá là nhiều. Chính vì vậy, kể cả trong giao tiếp hay là trong quá trình mà mình nói chuyện với ai đó, thì những cái vấn đề như là ô nhiễm môi trường, những cái vấn đề là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước vân vân thì sẽ được đề cập rất là nhiều. Vậy nên cái từ này Thanh nghĩ là sẽ rất là hữu ích đối với các bạn khi mà các bạn có thể luyện nói hoặc là luyện giao tiếp với nhau sử dụng đúng cái từ này. That's it for today, and I hope that you will learn something from my videos. And if you think my video is useful and helpful for a lot of people, so can you like and share my video? Hy vọng sau video clip này các bạn sẽ học được một điều gì đó qua video clip học phát âm như thế này. Và nếu như các bạn thấy video clip của Thanh hay và hữu ích thì các bạn có thể like và share video clip để Thanh có thêm nhiều động lực để có thể làm nhiều các video clip hay và đặc sắc hơn nữa nhé. Bye!